Xin chào quý vị và các bạn. Và ngày hôm nay thì bên công ty mình sẽ quay video thanh lý nhanh hai cái cục đẩy 4 kênh HK9000Q. Đây là dòng cục đẩy 4 kênh đời mới nhé. Dòng này thì nói chung là nó là hàng mới luôn nha các bạn, hàng mới nhập nguyên thùng luôn. Đó, nhưng mà trong quá trình vận chuyển này nó bị quăng quật gì đó, nó bị bể hai cái tai trước này, không phải là bể mà nó cong như thế này thôi. Đó. Hai con nhé. Con dưới thì bị nhẹ hơn, con trên thì bị cong, nó hơi hở cái nắp này một chút xíu thôi. Đó, cũng không vấn đề gì cả. Cái này là do lỗi bên bộ phận vận chuyển thôi. Còn hình thức thì tức là tổng thể thì còn rất là đẹp. Nó là hàng mới hết, nó chỉ bị cong cấn một chút xíu thôi, cái tay. Cái này thì về bẻ lại phát là thẳng luôn. Đó. Này toàn bộ là hàng mới nha quý vị. Hàng mới 100%. Do lỗi của bên đơn vị vận chuyển thôi. Cái dòng này thì mình đã có giới thiệu rồi. Công suất của nó là 900W trên một kênh 8 ohm và 1500W trên một kênh 4 ohm, đánh được hai cặp phun đôi 40. Cô 100 nha các bạn. Dòng này đến cô 100 luôn. Nó chạy công nghệ mới thì cho nên là chúng ta có thể đánh được trong nhiều giờ. Vẫn không vấn đề gì ha. 4 kênh riêng biệt. Thì cái con bên trên này á, con bên trên thì nó bị móp nhiều hơn đây. Đó, thì con này mình bán nhanh là 7 triệu rưỡi nha, hàng mới nha anh em. Con dưới này thì mình bán 8 triệu, con dưới này bị cấn đây cũng chút xíu cũng nhẹ. Đó, hai chiếc. Con trên là 7 triệu rưỡi và con dưới là 8 triệu. Thì dòng này hàng mới thì bên công ty mình đang niêm yết là giá 10 triệu nha quý vị. Đó, thì anh em nào có nhu cầu mà mua cái hàng thanh lý này liên hệ với mình, số hotline trên video nha. Thì bữa nay thì bên công ty mình đã cập nhật một số những cái số tổng đài để có thể hỗ trợ cho anh em về vấn đề bảo hành, vấn đề kỹ thuật và vấn đề tư vấn. Thì anh em có nhu cầu liên hệ với mình theo số hotline trên video. Trên video thì bây giờ mình sẽ cập nhật 3 số điện thoại đó. Thì nó sẽ là số cố định của bên công ty mình. Thế thì toàn thể các bạn để tránh nhầm lẫn với các đơn vị khác hoặc là những người gọi là giả mạo với công ty mình, thì các bạn vui lòng liên hệ 3 số điện thoại ở bên trên ha. Và số của nhân viên tư vấn và bộ phận kỹ thuật và bên bộ phận bảo hành. Dòng này thì mình cam kết là chạy tốt 100% nha quý vị và các bạn. Hoàn toàn là bên trong không ảnh hưởng gì hết. Đó. Toàn bộ bên trong không ảnh hưởng, nó chỉ bị cong cái phần này thôi. Tại vì cái phần này, cái dòng men này thiết kế cái phần đằng trước, mình thấy một cái là hơi bị dở, nhưng mà nó bị lồi ra một khúc thế này này. Đó. Thiết kế nó hở ra một chút thì chúng ta chỉ cần hơi đụng mạnh thôi là nó đã cong rồi. Hoàn toàn lại thì rất là ok. Đó. Rồi, và các bạn nhớ bấm đăng ký kênh YouTube và chia sẻ video để ủng hộ thêm cho công ty mình nha. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.